Em xin kính chào cô chú anh chị. Hôm nay xin giao lưu với cô chú anh chị mình cái lô trang Mỹ Hồng ha. Cây đâm trọt sống khỏe luôn nha, củ chà bá luôn nè. Giá cực kỳ hữu nghị cho cô chú anh chị mình chơi nha. Này khi vận chuyển em ốp giấy vô nó có dập gãy một số nhánh, chị thông cảm nghe, về đâm lại chùm mới thôi. Cây sống khỏe rồi. Hoành nhiêu em? Mã số 390. Mã số là 390. Hoành 20. Chiều cao 27. Chiều cao 27. Đường kính bầu 19. Đường kính bầu 19 nè, củ đế quá trời củ đế luôn. Mã số là 390. Rồi cây này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình là 300.000, 390. Bao ship tặng nhà cho mình luôn ha. Mặt hoa thì em có để góc phải màn hình đó. Cô chú anh chị có thể thấy đó ha. Rồi tiếp 391. Hoành 17. Hoành 17. Chiều cao 50. Chiều cao 50. Rồi cây này giao lưu anh chị 200.000 nha. Bao ship tặng nhà. 391. 392. Hoành 19. Hoành 19. Chiều cao 38. Chiều cao 38. 392. 392. Rồi cặp này giao lưu, cây này giao lưu anh chị mình 250 nha. Bao ship 393. 393. Ồ cây củ đế đẹp lắm anh chị ơi. Cây trang Mỹ Hồng nha, mặt hoa có để góc phải màn hình á. Hoành 17. Hoành 17. Chiều cao 29. Chiều cao 29. Rồi cây này giao lưu anh chị mình 300.000, em bao ship 394. Trang Mỹ Hồng nha, mặt hoa có rễ có phải màn hình nữa, cô chú anh chị có thể thấy ha. Quanh 16. Quanh 16. Chiều cao 37. Rồi mã số là 394. Rồi cây này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình 200.000 thôi. Bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị mình luôn nha. 395. Ồ cây bành kỳ luôn anh chị ơi. À, mấy cái này cô chú anh chị về vô cái chậu đó ha. Đó, chậu mũ hay chậu gì đó mình chơi để nữa ra hoa rất là đẹp luôn nha. Giá cực kỳ mềm luôn. 395, 200.000 thôi. Bao ship cho mình luôn nha. Giá rất là mềm cho anh chị mình chơi luôn. 396. 396. Đó, củ chà bá luôn. Quanh 16. Chiều cao 29. Rồi 396 cái này 250 nha anh chị. Bao ship tặng nhà. 397. 397. Quanh 19. Chiều cao 30. Chiều cao 30, 397. Rồi cái này giao luôn chị 200.000 thôi. Em bao ship luôn. 398. Ồ, cây nó bự đẹp chị. Quanh 20. Quanh 20. Chiều cao 36. 398. Rồi cái này 300.000 anh chị. Bao ship. Cây này cũ cũng chà bá luôn chị. 399. Quanh 20. Chiều cao 26. Rồi cái này cũng 300.000. 400. 400. Quanh 16. Chiều cao 52. Rồi cái này để ghé anh chị 150 thôi. Rồi tiếp theo 401. 401. Cây rất là đẹp luôn anh chị ơi. Quanh 17. Quanh 17. Chiều cao 31. Chiều cao 31, 401. Rồi cây này giao luôn anh chị mình 250.000, em bao ship. Ồ cây nó đẹp to luôn nha anh chị. 402. Trang Mỹ Hồng hoa rất là đẹp nha anh chị. Quanh 17. Củ đế chập bá luôn. Chiều cao 40. 402. Rồi cây này giao luôn chị 300.000 thôi, bao ship tặng nhà. Ồ cây này cũng rất là đẹp luôn nè anh chị. Củ chà bá luôn. Quanh 15. Chiều cao 37. 403. Rồi cây này giao luôn anh chị mình là 250 nè anh chị. Bao ship luôn. 404. 404. Cây nó đẹp. Quanh 19. Quanh 19. Chiều cao 40. Chiều cao 41. 404. Rồi cũng 250.000, bao ship. Dạ em xin kính chào cô chú anh chị. Hôm nay xin giao lưu với cô chú anh chị mình cái lô trang vàng lá nhỏ nha anh chị. Ồ, cây to đẹp lắm nha anh chị. Nè, bệ đế dữ dằn lắm ha. Trang vàng lá nhỏ mà kiếm cây bị lớn là cũng hơi khó nha anh chị. Mã số đầu tiên là 255. Này để giá hữu nghị của chú anh chị mình chơi luôn.
tổng hoành 24. Tổng hoành 24. Chiều cao 17. Chiều cao 17. Đường kính bầu 18. Rồi 255, cây này 350 ngàn, em bao ship 255 nha anh chị. Ồ ha. 257. Trời ơi, cũ này nó bự nè anh chị. Ồ ồ vàng vàng hết biết nó bự luôn anh chị ơi. Hoành 26. Chiều cao 16. Rồi cây này 400 ngàn anh chị ơi. Mã số 257. 257. 258. 258. Vàng vàng nó nhỏ cũ hết biết bự nha chị. Hoành 23. Hoành 23. Chiều cao 15. Rồi 258 cây này để rẻ 350 thôi. Bao ship luôn nha anh chị. 262. Hoành 25. Hoành 25. Chiều cao 14. Rồi 350 ngàn. Mã số là 262. 263. 263. Ồn ồn bự. Hoành 22. Hoành 22. Mới biết đẹp anh chị. Chiều cao 18. Rồi cây này 400 ngàn nha anh chị. Mã số 263. 264. 264. Hoành 19. Hoành 19. Chiều cao 17. Rồi cái này để rẻ 300 ngàn thôi. 264. 266. 266. Ồ, nó bự. Hoành 23. Chiều cao 20. Rồi 350 ngàn. Mã số 266. 267. 267. Hoành 20. Chiều cao 15. Rồi 267 cái này 300 ngàn. 268. Ồ, nó bự dữ lắm, nó bự luôn chị ơi. Hoành 24. Chiều cao 16. Rồi, cái này 350 ngàn, bao ship. 269. 269. Hoành 22. Chiều cao 15. Rồi, cái này cũng 350 ngàn. 270. 270. Trang vàng lá nhỏ nữa chị, cây to lắm ha. Hoành 21. Hoành 21. Chiều cao 16. Rồi cái này 350 ngàn. 271. 271. Hoành 21. Chiều cao 16. Rồi 271 cũng 350 ngàn bao ship. Mã số 94. Mã số 94. Con trang đỏ lá nhỏ nha cô chú anh chị. Hoành 23. Chiều cao 11. Rồi mã số 94 cũng 250 ngàn. Bao ship luôn, trang đỏ lá nhỏ. Mã số 95. Mã số 95, trang đỏ lá nhỏ nha chị. Hoành 16. Hoành 16. Chiều cao 14. Rồi 250 ngàn, bao ship luôn. Cây khủng bố bà ba luôn. Để cây trang vàng nha. Mã số 97. Mã số 97, hết biết trang vàng nó bự nha chị. Hoành 23. Hoành 23. Này để cho anh chị giá sập sàn luôn, 350 ngàn bao ship. Mã số 97. Ở cây bành kỳ luôn nha anh chị. Mã số 98. Mã số 98. Trang vàng đã nhỏ nha, tới luôn trang vàng nha anh chị. Hoành 21. Hoành 21. Chiều cao 13. Rồi 250 ngàn. Trang vàng đã nhỏ. Mã số 99. Mã số 99. Này cũng trang vàng đã nhỏ nha anh chị. Hoành 22. Hoành 22 luôn. Chiều cao 20. Rồi 250 ngàn. Quá mềm luôn chị ơi. Mã số 100. Mã số 100. Còn lô này em giảm giá lên chị thôi nha chị. Hoành 22. Chiều cao 24. Rồi mã số là 100. Rồi cái này 300 ngàn. Bao ship. Mã số 101. Ôi nó bự rồi anh chị. Ồ. 101. Hoành 24. Cao 30. Rồi, cây này cũng 300 ngàn, bao ship. Mã số 101. 102. 102. Rẻ quá mềm cho anh chị chơi luôn ha. Hoành 20. Hoành 20. Chiều cao 20. Rồi, cây này giao luôn anh chị 300 ngàn nha, bao ship luôn. 103. 103. Trang vàng lá nhỏ nha cô chú anh chị. Hoành 19. Chiều cao 24. Rồi, 250 ngàn thôi. 104. Hoành 20. Hoành 20. Chiều cao 14. Rồi cũng 250 ngàn. 104. 105. 105. Hoành 13.
cao 12. Rồi, cây này để rẻ 150 thôi, 105. 106. Đó, biết nó bự nha chị. Quành 20. Chiều cao 16. Rồi, 250.000. 107. 107. Cũ luôn. Quành 22. Chiều cao 9. 107, cây này để rẻ 200.000 thôi, bao ship luôn. 108. Quành 21. Chiều cao 13. Rồi, cái này để rẻ 200.000 luôn. Chung là giảm giá sập sàn luôn. 109. Lô chân vàng đá nhỏ nha chị. Quành 22. Quành 22. Chiều cao 22. 109, rồi cái này 250.000. 110. 110. Quành 22. Chiều cao 15. Rồi, 250.000. Giảm giá cho mình luôn. 111. 111. Quành 23. Chiều cao 10. Rồi, cũng 250.000. 112. Ok, cái này quành chập bá luôn anh chị. Quành 21. Chiều cao 21. Rồi, cái này 300.000. 113. 3. Trang vàng lá nhỏ nha quý chị. Quanh 18. Chiều cao 15. Rồi, cái này 250.000, bao ship 113. Xin kính chào cô chú anh chị. Hôm nay xin giao lưu với cô chú anh chị mình cái lô linh sam siêu hoa nha anh chị. Cây này thì em đã vô một nước dây rồi. Nữa bỏ vô cái sọt cho cô chú anh chị mình ha. Về mình vô dây chơi là được anh chị nè ha. 276. 276. Cây này cũng một nước dây luôn nè. Quanh 19. Cao 22. Rồi, mã số là 276. Rồi, này em ship chậu cho chị luôn ha. Rồi, 200.000 thôi, bao ship luôn. Giá cực kỳ mềm. 277. 277. Quanh 14. Chiều cao 22. Rồi, 277, cái này cũng 200.000, em bao ship. 279. 279. Nè, cốt cạnh về anh chị vô dây lại ha nè. Đầy đủ hết anh chị. Quanh 15. Rồi, cái này 200.000. Mã cao 25. Mã số 279, 200.000. 280. 280. Quanh 15. Chiều cao 25. Rồi, cái này cũng 200.000, 220. 280. 280 chứ, 280, 200.000 thôi. 281. 281, cái này to nè chị. Đó. Có vô nước dây hết anh chị ơi. Quanh 20. Quanh 20. Rồi, cái này 250.000, bao ship. 283. Nó về mình dằn cái dây là mình chơi được rồi đó anh chị. Quanh 16. Chiều cao 22. Rồi, 283 cũng 250.000, bao ship. 284. Cái này cũng vậy nè anh chị, thấy không? Cốt cành có đầy đủ hết à. Nè, đó, về mình dằn lại. Quanh 13. Nè, bẻ lại tim thiếp nữa ha. Chiều cao 23. Rồi, 284, cây này 200.000 thôi anh chị, bao ship luôn. 285. 285. Quanh 14. Chiều cao 24. Rồi, 285, cây này cũng 200.000 thôi, bao ship luôn chị. 286. 286. Quanh 14. Chiều cao 23. Rồi, cây này 250.000. 286. 287. Nè, cái này chị bẻ xuống nha, tại hôm nó đụng lên ha. Quanh 15, chiều cao 30. Rồi, cái này 200.000 thôi, mã số 287. 289. 289. Quanh 14 rồi. Chiều cao 29. Rồi, 289, cái này giao luôn chị 250.000. 290. 290. Quanh 15. Chiều cao 15. Cái này đẹp nha, 200.000 chứ. Mã số 290. 290. 291. 291. Quanh 15. Cái này vẽ xuống rất là đẹp luôn nè. Chiều cao 20. Rồi, 291, cái này 250.000. 292. 292.
Quanh 15. Chiều cao 25. Rồi cái này 200 ngàn. 294. Vô nước dây hết rồi anh chị. Quanh 14. Chiều cao 23. Rồi cái này 200 ngàn. 295. Ồ cái này to nè. Quanh 21. Chiều cao 27. Rồi cái này 300 ngàn. 295. Rồi tiếp theo 296. Quanh 15. Chiều cao 25. Rồi 296 cái này 200 ngàn. Bao ship luôn. Dạ em xin kính chào tất cả cô chú anh chị. Hôm nay em xin giới thiệu giao lưu với cô chú anh chị một số loại dụng cụ phục vụ cho cây cảnh nha cô chú anh chị. Đầu tiên là dây nhôm. Dây nhôm là dây nhôm nhà em là dây nhôm đen loại 1. Đó, bao hàng mềm dẻo cho cô chú anh chị luôn. Nó có từ 1 ly cho đến 6 ly, từ 1 ly đến 6 ly ha. Ha, bao mềm dẻo luôn nha cô chú anh chị. Hàng chất lượng đàng hoàng ha. Cô chú anh chị nhận hàng cứ kiểm tra thoải mái ha. Này em bán là 150 ngàn một ký. Em bao ship tặng nhà cho mình luôn. Đó. Từ 1 ly đó, cho đến 6 ly. Đây loại bự đây. Đó. Cây mềm dẻo luôn. Từ 1 ly đến 5 ly. Giá là 150 ngàn một ký. Em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn. Dạ tiếp theo em xin giao lưu với cô chú anh chị là lưỡi cưa tớp. Một cây cưa tớp nha anh chị, một bộ. Đó. Cưa tớp là gồm cán, lưỡi và một cái hộp như thế này nha cô chú anh chị. Đây. Đó. Trọn bộ của nó ha. Mấy cưa hàng cưa này em bao bán ha cô chú anh chị, về mở ra cứ cưa thử ra. Bán thì nhận hàng giúp em nha cô chú anh chị. Giá một bộ này là 120.000. 120.000 bao ship cho mình luôn ha. Cưa tớp dụng cụ để cưa mấy nhánh bự đó cô chú anh chị. Đó, 120.000 một cây. Đó, cưa tớp ha, gồm một bộ thế này nha cô chú anh chị. Đó, 120.000 một cây em bao ship. Cô chú anh chị và nhận hàng có thể mở ra cưa thử cái nhánh nào đó. Ha, theo bán thì nhận hàng giúp em ha. Rồi tiếp theo là lưỡi cưa tớp. Cái lưỡi này á là trong một cái hộp như thế này nha cô chú anh chị. Đó, trong cái hộp như thế này. Em mới tháo một cái lưỡi ra cho cô chú anh chị xem đó. À, một lưỡi như thế này là 80.000 em bao ship. À, cô chú anh chị mua thêm cái gì nữa nghe cô chú, tại vì nếu mà mua một lưỡi này không em ship thì tiền ship nó cũng bằng tiền là ấy luôn rồi chị, cô chú anh chị ơi ha. Rồi tiếp theo là một lưỡi như thế này là 80.000 cô chú anh chị. Giả bộ như cô chú anh chị ở nhà có cái cưa này rồi nhưng mà cái lưỡi cô chú anh chị mà nó bị lục rồi đó, cô chú anh chị cần thay thế á, thì em bán lưỡi 80.000 bao ship một cái lưỡi nha cô chú anh chị. Rồi tiếp theo là cái kìm cắt kẽm. Kìm cắt kẽm hàng này là hàng của Nhật nghe cô chú anh chị. Em bao sắc bén cho cô chú anh chị luôn, mở ra cắt dây nhôm mà không bén thì trả lại cho em ha. Này cắt dây nhôm là tuyệt vời luôn, tỉa cành cũng được luôn đó nghe cô chú anh chị. Đó, tỉa mấy nhánh nhỏ trong cái nách á, em sử dụng cái này để em uống cây cắt kẽm á, để sẵn là kẻ luôn cũng được, rất là ok ha. Rồi là sắc bén ha, hàng này hàng của Nhật nghe cô chú anh chị. Cây này thì giá là 150.000 một cây, em bao ship cho mình. Rồi tiếp theo là hàng mới về, loại mới nè cô chú anh chị, lâu lâu mới về được nè ha cô chú anh chị. Hàng này là hàng của Nhật nha. Là sản xuất cho để sử dụng cho mình để dán cắt đầu của cái các cây á, mặt cắt của các cây á. Đó, sử dụng cô chú sử dụng mà giấy nhôm á. Đó, cái này là loại là keo nhôm. Đó, nó có một lớp keo ở bên dưới đây. Đó, cô chú anh chị để dán lên cái mặt cắt của cái cây mình mà mình đè lên đó. Đó. Đó, mình tha keo xong mình dán lên ha cô chú anh chị. Đó, nó sẽ mau kéo liền sẹo lại cho mình. Keo nhôm ha, loại này hàng mới về luôn của Nhật luôn nha cô chú anh chị. Hàng này xài rất là ok nè. Đó, lâu lâu mới về được một lô như thế này nha cô chị. Này rất là dày nha anh chị, nó cuộn nó cũng dày lắm ha. Cô chú xài một cuộn này xài cũng rất là nhiều cây, cho rất là nhiều cây của mình đó. Cõi cần lấy giấy nhôm ha, này có keo mà nó mạ nhôm ở trên này cho nên là mình dán lên vô ha cô chú, dán vô là dính, dán vô là dính nha. Đó, cái cuộn như thế này thì là 70.000, cũng bao ship cho mình luôn ha. 70.000 một cuộn. Cuộn thế này 70.000 nha, mới về hàng mới về nha cô chú anh chị. Rồi, tiếp theo là cây dao ghép nha cô chú anh chị. Ghép dùng để ghép mai vàng hoặc ghép cây cảnh á. Này mình gấp vô được nha anh chị. Đó, gấp vô được. Cây này bao sắc bén luôn ha. Này hàng của Nhật nha anh chị. Anh Gia Băng ha. Bao bán luôn, anh chị về mà không bán thì trả là hàng lại cho em ha. Một cây dao ghép này là 150.000.
em bao ship cho mình luôn ha anh chị. Đó, chị xem nè. Đó, hàng của Nhật, đảm bảo chất lượng ha. 150.000. Rồi thứ hai là bộ đục. Bộ đục này gồm là 2 4 6 8 cây dưới một cái dùi ha, 8 cây dưới một cây dùi. Đây, cô chú anh chị xem nè ha, sắc bén luôn. Hàng đảm bảo sắc bén nha cô chú anh chị. Đó. Ở này em bán đồng giá là 350.000, 390.000 một bộ. Em bao ship tặng nhà cho mình. Giá là 390.000. Đó. Là gồm là 8 cây đục. Đó, bao bén nha, cô chú anh chị về mở hàng ra cứ test thử ha. Gồm 8 cây đục đủ loại hết trơn ha, dưới một cây dùi này là 390.000 một bộ, em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn. Đó, hàng rất là chất lượng nha cô chú anh chị, mở ra cứ xài thử đi, em xài rất là ok. Mấy hàng nào em đã xài rồi em mới bán. Rồi tiếp theo là kéo cắt cành. Kéo cắt cành thì nó có hai màu. Đó. Màu đen và màu đỏ. Đó, trắng đỏ. Cây này thì 120.000 một cây. Em bao ship. 120.000 một cây em bao ship nha cô chú anh chị. Hàng tuyệt vời, rất là đẹp nha cô chú anh chị. Đó. Hàng rất là đẹp luôn. Chất lượng loại này em đã xài rồi nha cô chú anh chị. Em bao hàng cho cô chú anh chị luôn. Về cứ mở ra test thử. À, không bán thì khỏi trả hàng lại cho em ha. Kéo cắt cành là 120.000 một cây. Rồi tiếp theo là kéo tỉa. Kéo tỉa thì nó có hai loại, tỉa dài và tỉa bầu. Đó. Hàng này của Nhật không nha anh chị. Nè. Đó, đảm bảo với anh chị, hàng rất là sắc bén, em đã từng xài rồi hết rồi. Kéo tỉa nó có hai loại ha. Kéo tỉa dài và té tỉa bầu. Đó, rất là chất lượng luôn. Kéo tỉa này giá là kéo tỉa là đồng giá nha cô chú anh chị, 180.000 một cây em bao ship. Đó. Cô chú anh chị nào cứ mở hàng ra xem. Đó, không chất lượng thì cứ trả lại hàng lại cho em ha. Hàng rất là đẹp luôn ha. Đó, rất là bén luôn ha. Hàng này em đã xài rồi em mới giới thiệu cho cô anh chị ha. Tiếp theo là cây cưa xéo. Rồi tiếp theo là cưa lách nha cô chú anh chị. Cưa lách bao hàng sắc bén luôn. Mình nhìn ra bằng luôn nè ha. Bao sắc bén luôn nha cô chú anh chị. Cưa này thì giá đây nè. Em mua lần là mấy trăm cây gì đó về phục vụ của chú anh chị ha. Giá cái loại cưa này chỉ là có 70.000 em bao ship. Mà cô chú anh chị nào mua cùng với cái gì em mới gửi theo nha cô chú anh chị. Bao sắc bén luôn, cô chú anh chị về em cưa đi, không bén nè trả lại em ha. Rồi tiếp theo là bộ cạp. Cạp gồm có hai loại, cạp xéo và cạp tròn. Này là cạp xéo nè nha cô chú anh chị. Cạp xéo là mình cắt cành, cành nhỏ cạp mấy cái đầu rồi ha. Đó, cạp tròn. Đó, cặp xéo cặp tròn. Cặp này thì đồng giá là 350.000 một cây ha. Em bao ship tặng nhà cho mình. Đó, cặp xéo cặp tròn ha cô chú anh chị. Cây rất là chất lượng đẹp luôn. Đó, đây là hàng trong hộp, đây em để dưới đây nè. Đây. Đó. Đó. Hàng rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị. Đó. Này bao sắc bén ha, cặp xéo cặp tròn, đồng giá là 350.000 một cây. Em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn. Đó, cô chú anh chị nhận hàng cứ mở hàng ra kiểm tra, đẹp bén thì cứ nhận hàng giúp em ha. Rồi tiếp theo là siêu kích rễ Trung Quốc nha cô chú anh chị. Đó, hàng của Đài Loan Trung Quốc. Bịch này là nửa ký 500g. Đó, 500g. Cái này mình pha được với 300 lít nước nè nghe cô chú anh chị. Đó, mình ít ít thì mình muốn cà phê đầy cho 3 lít nước mình ha, 3 đến 5 lít nước. Uống cà phê đầy á, mình pha 3 đến 5 lít nước để mình tưới gốc. Cái này tưới gốc nè quý anh chị, này rất là mạnh ha, mạnh hơn N3M da tôi nít nhiều nha quý anh chị. Này là mình chỉ phun dưới gốc thôi nha anh chị, mình phun lá non là nó dễ bị vàng lá. Lá già thì được mà lá non lại bị vàng lá nha quý anh chị. Đó, loại này rất là mạnh, kích rễ là cực kỳ, áp dụng cho tất cả các loại cây, thì mai vàng, nguyệt quế, linh sam, tất cả các loại cây mà cây phôi mình mới bứng về đó quý anh chị. Sử dụng rất là tốt, từng mình có thể tưới 2 lần cho nó ha, để kích thích ra rễ cho nó. Rồi đối với cây mà thành phẩm, cây mà đã trưởng thành rồi á, cây sống khỏe rồi, mình định kỳ mình tưới 1 lần để mình giúp bù rễ cho cây phát triển tốt nha quý anh chị. Bịch này 500g thì em bán giá là 200.000, em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn ha. Cô chú nào, cô anh chị nào cần thì